chào tất cả các bạn nhá. Mình là Trang đây. Mình là Hậu Trơn ơi. Yes. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhá. Thì các bạn ơi, chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình. Video ngày hôm nay mình tiếp tục cái series ăn khuya các bạn nhá. Anh nhìn thấy cái gì đây chưa? Cái này giống như cái bộ xương sống của con gì ấy Trang? Đúng rồi. Con gì đấy? Thì mấy hôm trước là nhà chú mình có công việc ấy, có mua con lợn rừng, mà con lợn rừng to thật. To à? Về ăn nên là mình mới bảo chú mình bớt cho cái bộ xương sống. À, cái sống lưng các bạn ạ, cái sống lưng của con lợn. Rồi, thằng nào nhìn nó cũng tự để quay video các bạn ạ. Các bạn đây là mình đã lướng siêu cay, ướp lướng siêu cay luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn này. Wow, các bạn nhìn rõ không ạ? Đấy. Ngon thế. Đấy, em cứ giới thiệu đi. Lâu lâu không mời anh Ngậu ăn cái gì ngon ngon mà lạ lạ thì hôm nay mời món này lạ ngon ngon anh Ngậu ạ. Quá tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đấy, món này thì nó là quá tuyệt vời rồi các bạn nhỉ. Đấy. Mình đã ướp lướng siêu cay rồi các bạn nhá. Nóng hổi luôn. Thì các bạn xem video của mình thấy hay cho mình xin một like, một share và đăng ký kênh của mình nhá. Còn bây giờ thì mời các bạn thưởng thức cùng anh em mình. Các bạn phải like và chia sẻ video này thật mạnh nhá. Đấy, đúng Trang rồi. Này rất chi là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Wow. Thế thì bây giờ mình cũng mời tất cả các bạn cùng ăn khuya với mình nha các bạn nha. Lần đầu tiên trong cuộc đời Hậu Trơn ăn thịt lợn các bạn nha. À thịt lợn rừng. Lần đầu tiên trong cuộc đời Hậu Trơn ăn thịt lợn rừng. Các bạn không biết là có khác thịt lợn thường không? Đây các bạn ơi. Wow. Wow, toàn thịt thăn này các bạn nhỉ. Chắc lịch này Trang. Ok anh. Wow. Các bạn ơi nhìn này. Ui, nó bốc hơi luôn các bạn nhỉ không? Wow. Chấm với lại nước chấm này các bạn nha. Chết quên. Sao ấy? Chưa mời các bạn. Thế là không được rồi, ăn là phải mời các bạn nhờ. Mình xin lỗi các bạn nhá. Đấy, nhưng mà đây là video đầu tiên mình quên thôi. Đấy. Nhưng mời các bạn nhá, nó thơm phúc luôn các bạn ạ. Rồi mời các bạn. Wow, đúng là lợn rừng ở khác là thịt nó thơm phức các bạn ạ. Ấy à. Ăn giật, nó dai các bạn ạ. Giật cả mình ấy à. Ăn nó dai, nó ngọt. Nó giống thịt lợn các bạn ạ. Đặc biệt là rất giống thịt lợn các bạn nhá. Ok. Ok. Giống thịt lợn. Được này. Ngon thế nhỉ. Mình mua Coca. Mình cũng có Coca. Nói các bạn bảo quảng cáo mệt lắm. Nhưng mà Coca ăn mấy món này là cực kỳ hợp. Đúng rồi. Mời các bạn uống nước nhá. Ôi dồi ôi, nó phê anh Hậu ạ. Thấy không em ạ? Anh nhà anh nói trước. Cho anh. Cái này cho anh. Ok. Xin cái này luôn các bạn ạ. Bởi vì là hai anh em mình chắc chỉ ăn hết cái khúc này thôi. Xin miếng này để cho tí cho mấy thằng em mình ăn các bạn nhá. Ok ok anh. Đấy. Tưởng gì đơn giản. Anh hết làm sao được anh. Em ăn em xé đi, ngon thật. Bóc đi. Ăn cái kiểu này các bạn ạ, mình lại hình dung mình nhớ đến là ngày trước mình ăn ăn cá sấu thì cá sấu các bạn nhá. Nhưng mà ui. Cái đó. Này này. Em ướp này, hạt mắc khén này. Hạt tiêu này. Sa tế này. Cả ngũ vị hương ạ. Quên nhiều quá quên. Mọi ngon chào ạ. Ngon mà. Thì nó chắc lịch các bạn nhé. Đấy. Wow, các bạn nhìn chưa? Vẫn bốc hơi này. Ngon thật sự. Để rưỡi anh. Vừa vướng. Em chấm mỡ. Em chấm mỡ cho tới đi. Tay hơi ngắn. Qua wow. Em đang xin có bạn hỏi em là cao mét bao nhiêu. À. Em bảo em có mét 52. Ừ. Xong rồi bạn hỏi anh Hậu có mét bao nhiêu. Em bảo anh Hậu có mét 7. Đúng rồi nhỉ. Nói thật cho các bạn là Hậu cao có mét 58 rồi các bạn. Đấy, mình rất lùn. 58 mà không được. 58 các bạn nhá. Đấy. Có rất chi là nhiều các bạn cũng hỏi mình là cao mét mấy. Thì hôm nay mình trên clip này mình cũng nói luôn. Nói thật luôn. Mình cao mét 58. Các bạn nhá. Các bạn ạ. Không phải các bạn biết tại sao anh Hậu lại lùn thế không? Anh Hậu lười ăn. Nói chung là ngày xưa bé mình lười ăn. Đúng rồi. Thấy mẹ mình bảo thế. Nên không hấp thụ chất được.
bây giờ lớn thì nói phải nói như này. Ngày xưa bé anh Hậu không biết gì thì anh Hậu không ăn. Để nó không cao được. Bây giờ lớn anh Hậu hiểu được tầm quan trọng của chiều cao, anh Hậu ăn nhiều thì nó không tăng chiều cao, nó tăng chiều ngang các bạn. Đúng rồi. Đấy là vấn đề thực tế. Anh công nhận không? Mình đã lùn nhưng mà mình lại được cái xấu trai các bạn ạ. Đã xấu trai được cái nghèo. Đấy, nói chung là chả được cái gì. Hôm qua em live stream với lại cái các đọc, em đọc các bình luận anh Hậu ạ. Các bạn cứ phân vân là chị Trang có cưới thật không? Nói cứ tưởng đùa. Mình bảo anh Hậu đi trong mà. Em bảo là các bạn hỏi chị Trang có phải là chị Trang có thích Hậu mà chị thích anh Hậu nhưng mà chị sắp đi lấy chồng rồi. Em bảo các bạn thế. Các bạn thấy chị Trang không được rồi. Mình thích anh Hậu nhưng mình sắp đi lấy chồng các bạn. Rồi, tại vì mình nghèo, mình nhùn, mình xấu vậy nhá. Thế là Trang không phải gu của Trang. Em bảo là tối nay hoặc ngày mai em sẽ sâu bánh cưới cho các bạn xem. Ấy à. Tối nay em tôi là sụn mẹ Thảo ăn ngon hết. Tối nay mà ảnh mà anh đi chỉnh xong ấy, người đầu tiên mình cho xem là anh Hậu. Tuyệt vời. Tối nay nếu mà ảnh về thì mình sẽ người đầu tiên mình cho xem là anh Hậu nhé. Ngon không ạ? Gia vị ướp rất là vừa vặn các bạn nhá. Đúng là ăn tuyệt vời. Tuyệt vời. Cái món này không chê đâu được mà không bao giờ lo ngấy nha các bạn nhá. Có cho mình cảm nhận là lợn rừng các bạn ạ, ăn nó cũng nói chung là nó chỉ dai và ngọt hơn một tí thì ti so với lợn thường thôi. Chả có khác gì. Hay là mình không biết thưởng thức không biết nhưng mà mình ăn thấy nó không khác liền thịt lợn thường đâu. Đấy nhưng mà được nó dai. Ngon. Đấy, các bạn nhỉ. Vàng không các bạn? Uầy, nó ngọt anh Hậu ạ. Nó có mùi mắc kén thơm lắm các bạn. Xuất sắc luôn. Hãy ăn kèm với tinh dưa chuột các bạn, hết ý luôn. Ôi nhỉ. Ngon. Các bạn ơi, uống Coca, giờ Coca sản xuất cái lon mini hay phết các bạn ạ. Uống vừa phải mà nó không bị thừa. Đúng rồi. Anh Hậu phải uống đá, mình không uống đá mình đang bị đau họng, các bạn thấy giọng của mình đang bị khàn không? Đấy các bạn nhìn thấy đã đời chưa? Ui nó bắn tanh tách các bạn này. Đó. Đó các bạn nhá. Để một tí cho mát đã các bạn ạ. Wow. Mà trên video này đã đến các bạn nào mà chụp ảnh cưới rồi cho mình xin ý kiến. Các bạn có thấy nè, khi mà các bạn ít vận động mà chưa đi được nào mà các bạn đi chụp ảnh cưới các bạn đau hết người không? Mình đau hết người. Ư là cái gì? Mình đau hết hai chân luôn kìa, tạo dáng kiểu uốn éo này đau hết người. Mời các bạn uống nước nha. Đỉnh chưa? Chỗ này mình không nhìn thấy, mình cứ ngớp bên trong này mình ăn. Đây, mình lại phải quay lại này cho các bạn. Đấy các bạn nhá. Ui dồi ôi. Đấy các bạn, còn mặt này nữa các bạn ơi. Mặt này rất là nhiều thịt luôn. Đây đây, đầy thịt anh. Anh thích ăn ở cái vành này, nó thịt nó xém xém. Ui à. Thôi bỏ. Đây. Rồi. Mới thích ăn ở cái vành này bởi vì là lướng nó cháy xém ấy các bạn, ăn nó ngon. Đúng. Nhưng mà cái gì trong này nó cũng ngọt các bạn nhá. Các bạn nhìn miếng xém này, nó thịt nó khô, nó ăn nó kiểu như trâu gác bếp vậy các bạn ạ. Ngon thật. Này rất dai luôn. Ui miếng thịt này. Sắc sắc luôn. Ui các bạn thấy không? Mới chuẩn lợn rừng rồi đấy. Nói chung là các bạn ạ, ăn nhiều mới nhận ra là nó ngon hơn lợn nhà nuôi. Thì nó thơm hơn nhiều.
Thịt nó dai các bạn ạ. Ăn nó dai, nó ngọt đấy. Mình ăn cảm giác như thịt bò ấy. Mình xém này. Mình xém ăn ngon thật. Ê bạn nhìn không? Thịt nó dai, nó khô như thịt bò đúng không? Anh Hậu ăn thế này đi. Ai theo được. Rất nhiều bạn hỏi mình sao không thấy anh Hậu làm clip các bạn ạ? Đúng rồi, nhiều bạn hỏi kinh khủng, em lại quên mất. Thực ra kênh của Hậu giờ đang bị tắc kiếm tiền các bạn ạ. Mình không hiểu bị làm sao ấy. Kênh mình làm nội dung cũng chỉ bình thường, ăn uống bình thường ấy, mà này tự nhiên lại bị YouTube tắc kiếm tiền. Cho nên là mình buồn, mình chả muốn làm các bạn ạ. Đấy, vừa rồi cũng tâm lý mất kênh nữa. Với lại đợt này lại cộng thêm mất bị tắc kiếm tiền nữa, mình cũng chán nên là mình không làm các bạn nhé. YouTube là mình đã nói gì mà YouTube được rất là ưu ái anh Hậu nhá. Đúng rồi. Nên là dạo này thời gian này là mình sẽ tập trung làm với trang rất là nhiều. Đấy. Mong các bạn ủng hộ anh em mình thật nhiều nhá. Đúng rồi. Mong các bạn phải ủng hộ cho anh em mình thật nhiều cho thời gian sắp tới các bạn nhé. Vậy. Ngon thế nhỉ? Ôi giời. Anh Hậu ơi, khổ các bạn ạ. Đi chụp mấy kiểu ảnh mà làm bộ móng giờ không làm ăn gì được. Chẳng lẽ bóc đi phí. Bóc đi. Thôi đẹp thế này. Có ấy móng tay của mình đẹp không? Wow. Cũng nói chung là các bạn ạ, ăn cái này thì rất chỉ là ngon các bạn nha. Nhưng mà cái công mà mình bóc ấy nó hơi lâu. Nó rất là lâu. Nhưng mà anh phải hiểu, bóc này ăn nó mới ngon. Còn để mà bóc sẵn rồi mà ăn lại không ngon nữa. Đúng rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh Hậu trôn ăn nặng rừng các bạn nhá. Ngon tuyệt vời luôn. Anh em mình ăn hạc phết đi. Thế rồi. Nói chơi. Cũng hơi lưng lưng bụng rồi, nhưng mà vẫn ăn được tiếp. Em cũng no no đấy anh Hậu. Yeah. Nhưng mà clip dài đấy thì khả năng em dừng đi. Chắc là mình sẽ dừng clip ở đây các bạn nhá. Các bạn xem video của anh em mình thấy hay, nhớ cho mình xin một like, một share, một đăng ký kênh của mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn nhá. Bye bye. Bye bye. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ giải đáp những thắc mắc mà thời gian qua các bạn hỏi mình rất nhiều này. Chị Trang ơi, chị dùng gì mà da chị trắng thế, sáng thế? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ sản phẩm mà mình tin dùng cách đây nửa năm, được từ nửa năm trước rồi các bạn nhé. Đó là bộ sản phẩm của nhà Daily Effect các bạn nhé. Bộ sản phẩm chăm sóc da, làm sạch da và trị mụn các bạn nhé. Làm thành phần 100% từ thiên nhiên luôn. Thì mới đầu là mình không biết đâu, mình sang nhà anh Hưng anh Hậu, mình thấy anh Hưng anh Hậu dùng bộ sản phẩm này này. Thì mình cũng hỏi ấy, thì anh ấy chỉ chỗ mua cho mình và mình đã mua về và sử dụng các bạn nhé. Khi mình sử dụng thì mình rất chi là ngạc nhiên, chỉ trong vòng 2 tuần thôi mà da mình đã cải thiện các bạn nhé. Da mình nó không bị khô da này, mà da rất chi là mịn mà lúc nào nó cũng đủ nước các bạn ạ. Mà nó ít lên mụn nhá, mụn cá, mụn kiếc và mụn to nó cũng ít lên, mình ăn cay nhiều mà nó cũng ít lên nhá. Thì là mình thấy rất chi hiệu quả nên là mình cũng có nhập một ít về bán các bạn nhé. Nếu mà các bạn muốn dùng bộ sản phẩm, muốn trải nghiệm bộ sản phẩm của như của mình đang trải nghiệm ấy, đang dùng ấy, thì các bạn hãy ebook trực tiếp cho Facebook của mình là Đào Thị Hồng Trang, hoặc Facebook của anh Hậu là Nguyễn Văn Hậu các bạn nhé. Hoặc là các bạn kết bạn Zalo bằng số điện thoại mình để trên góc màn hình nhé. Mình sẽ tư vấn và giải đáp tất cả thắc mắc các bạn yêu cầu các bạn nhé. Thì bộ sản phẩm này bao gồm có 6 sản phẩm là gel rửa mặt này, tẩy da chết, nước hoa hồng, serum, trị thâm và trị mụn các bạn nhé. Bộ sản phẩm này chiết xuất 100% từ thiên nhiên, từ khổ qua rừng và rêu diếp cá, hoa cúc hoa cúc La Mã các bạn ạ. Nên dùng rất chi là hiệu quả các bạn nhá.
mà độ pH sữa rửa mặt này, bộ độ pH của nó là 5.5, đây là không gây kích ứng da, dành cho tất cả những da nhạy cảm nữa các bạn nhé. Thì đấy, mình đã giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn hỏi đấy, mà mình cũng chia sẻ thật là mình dùng cái gì để da mình được như thế này các bạn nhé. Đây, da mình có những cái lút như là lút thâm của nhọt nó mọc ở má mình như này, mình bôi được 4 hôm rồi là mình đã thấy nó mờ rõ rệt được các bạn nhé. Thì đấy, mình cũng chỉ chia sẻ đơn giản nữa thôi. Thì các bạn mua hàng thì nhớ ebook cho mình nhá, mình sẽ tư vấn nhiệt tình. Tại vì mình dùng rồi thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn thật như thế. Thì chúc các bạn có một làn da thật khỏe mạnh và đẹp các bạn nha. Bye bye.